Một xà lan trọng tải lớn chở xi măng bất ngờ gặp sự cố lật chìm trên sông Măng, đoạn thuộc xã Quế An, huyện Dũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, khiến một người mất tích. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 23 tháng 8, ông Phan Văn Tèo, sinh năm 1981, ngụ tỉnh An Giang, là chủ phương tiện ghe tải sắt đang trực tiếp điều khiển chở xi măng lưu thông hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Kiên Giang. Cùng đi trên ghe sắt trên có bà Lê Thị Thúy Vân, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Sóc Trăng ông Đỗ Bá Trung, sinh năm 1963, ngụ tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Hữu Nghị, sinh năm 1979, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Khi ghe di chuyển đến khu vực sông Quế An, thuộc thủy phận xã Quế An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long thì gặp sự cố dẫn đến lật ghe. Lúc này ba người gồm ông Tèo, bà Vân và ông Trung được người dân địa phương dùng ghe cứu vớt đưa vào bờ an toàn. Riêng ông Nghị cùng ghe tải sắt bị chìm xuống sông, mất tích. Hiện công tác cứu nạn, cứu hộ và điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai khẩn trương.